Khi đi mua sắm hay đi ăn uống, nhiều người thường không lấy hóa đơn nhưng vẫn bị trừ thuế giá trị gia tăng. Đơn vị bán cố tình lờ đi nghĩa vụ xuất hóa đơn cho khách hàng. Tình trạng không chỉ khiến cho người tiêu dùng thiệt hại mà còn khiến nhà nước thất thu thuế. Theo quy định, đối với trường hợp bán hàng hóa dịch vụ có tổng giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, thì người bán hàng phải lập hóa đơn, chứng từ cho người mua. Khi người bán không xuất hóa đơn, giao dịch đó không được ghi nhận vào doanh thu bán hàng nên nhà nước không thu được thuế. Ở một khía cạnh khác, hóa đơn đó nhiều khả năng lại được xuất khống cho một giao dịch khác để hợp thức hóa chi phí. Tuy nhiên, đối với người nội trợ, mua sắm vật dụng gia đình, không phải hạch toán chi phí, thường không có thói quen lấy hóa đơn, chứng từ mua bán. Bình thường nhưng mà tôi đi mua sắm những cái vật dụng cho gia đình hoặc là mấy cái đồ quần áo ấy, thì tôi sẽ không yêu cầu. Cũng nếu là người ta đưa hóa đơn thì lấy, còn bình thường sẽ không yêu cầu. Trừ khi là những cái vật dụng đấy tôi cần phải mua cho công ty hoặc là cơ quan làm việc thì bắt buộc là phải có hóa đơn. Không chỉ chị My mà nhiều người được hỏi đến đều không có thói quen lấy hóa đơn VAT khi đi mua hàng. Như bình thường thì tôi đi mua hàng đồ dùng trong gia đình hoặc là đồ dùng sinh hoạt thì tôi cũng không để ý đến những cái hóa đơn đấy, thì hết bao nhiêu thì tôi thanh toán thôi. Thì tôi cũng nghĩ đơn giản là tôi lấy những cái đấy về tôi cũng không làm gì nên là tôi cũng không yêu cầu cao về cái đấy. Việc người mua hàng không lấy hóa đơn sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị, cá nhân tuân thủ đúng pháp luật về thuế, từ đó ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh nói chung. Theo quy định của Nghị định 123 thì tất cả những cái đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh khi mà bán hàng hóa đều phải xuất hóa đơn hoặc là chứng từ. Theo quy định, nếu như mà không xuất hóa đơn chứng từ thì khi các cơ quan chức năng kiểm tra thì sẽ bị xử phạt, bởi vì không xuất hóa đơn chứng từ là sẽ đến thất thoát, coi như vậy là thuế đối với nhà nước. Hai nữa là người mua hàng hóa thì phải đề nghị là xuất hóa đơn, đó là cái quyền lợi của người mua hàng để kiểm soát và cũng về cái hàng của mình là được sẽ được bảo hộ. Đấy là về mà nguyên tắc về cái xuất hóa đơn, thì các cái đơn vị mà không xuất thì sẽ ảnh hưởng đến coi như vậy là kể cả là thất thu thuế của nhà nước, mà hai nữa nó không kiểm soát mà không chứng minh được cái nguồn hàng xuất ra và xuất vào, đối với lại theo quy định thì sẽ coi như vậy là sẽ bị xử phạt. Để ngăn chặn tình trạng không minh bạch trên thị trường, người tiêu dùng khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ cần có thói quen lấy hóa đơn. Đây cũng là cách người dân đóng góp trách nhiệm giúp nhà nước giám sát và thu thuế, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.